Thưa quý vị, thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov ở bang Michigan cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Donald Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm, 48% so với 43% ở Pennsylvania. Bà Harris giành 48% phiếu bầu, ông Trump 46% phiếu bầu. Trong bối cảnh chỉ còn 40 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11, Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ đang giữ lợi thế trước đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump tại bang chiến trường Michigan và cuộc đua rất căng thẳng ở Pennsylvania, một bang dao động quan trọng khác. Một cuộc thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov tại bang Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm, 48% so với 43%, mặc dù cựu Tổng thống Mỹ có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ 36% so với 29%. Tại bang Pennsylvania, bà Harris giành được 48% phiếu bầu, còn ông Trump bám sát với tỷ lệ 46%, trong khi 4% cho biết vẫn chưa quyết định. Hầu hết cử tri bang Michigan và Pennsylvania cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định về việc sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Hai ứng viên phó tổng thống là Thượng nghị sĩ James David Van của Đảng Cộng hòa bang Ohio và Thống đốc Tim Walz, Đảng Dân chủ bang Minnesota, sẽ có cuộc tranh luận vào tuần tới khi còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy, trong bối cảnh một cuộc đua sít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống trong chặng cuối, thì bất kỳ sai lầm lớn hoặc đòn hạ gục nào của một trong những ứng viên phó tổng thống đều có thể thay đổi cục diện. Liên quan đến vấn đề nhập cư, để đối mặt với những cuộc tấn công liên tục từ phía cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Cộng hòa về việc không đủ khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam, bà Harris có kế hoạch đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico tại bang Arizona vào ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, với các đề xuất cử các đặc vụ mới đến biên giới và áp dụng công nghệ để ngăn chặn dòng chảy tiền chất fentanyl tuồn vào nước này. Theo cuộc thăm dò của NBC News công bố vào đầu tháng này, phần lớn cử tri cho rằng ông Trump sẽ bảo vệ biên giới tốt hơn bà Harris. Trong bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Pittsburgh, thuộc bang quan trọng còn đang dao động Pennsylvania, bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Bà cho biết, gần 200.000 việc làm trong các nhà máy đã bị chuyển ra nước ngoài trong thời gian ông Trump ở Nhà Trắng. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tự mô tả mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu của Mỹ, đang phải vật lộn với giá cả cao, trong khi đối thủ Donald Trump thì ủng hộ những người sở hữu những tòa nhà chọc trời lớn. Bà Harris tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư cho ngành sản xuất của Mỹ, cũng như lặp lại những lời hứa trước đó về việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Về phần mình, ứng viên của Đảng Cộng hòa ông Donald Trump cũng đưa ra những cam kết nhằm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ, nhưng phần lớn dựa trên kế hoạch áp thuế toàn diện đối với hàng nhập khẩu. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Minhill, bang North Carolina, một bang chiến trường quan trọng khác, ông Trump khẳng định, các bạn sẽ được bảo vệ trước việc hàng hóa nhập khẩu tràn vào vì chúng ta sẽ áp dụng mức thuế từ 50 đến 200%. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang vượt qua ông Trump trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế. Bà Harris sẽ có cuộc phỏng vấn trên truyền hình lớn đầu tiên với tư cách là người được đề cử vào cuối ngày 25 tháng 9 theo giờ Mỹ, tức ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, trên kênh tin tức MSNBC. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang nỗ lực làm suy yếu hình ảnh của Phó Tổng thống Kamala Harris khi cuộc đua vẫn đang trong giai đoạn sôi động trước ngày bầu cử ở Mỹ. Trong 9 tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã sử dụng chiến thuật tấn công chính trị mạnh mẽ, tương tự như chiến dịch của ông vào năm 2016, nhằm làm suy yếu bà Harris, dù các cố vấn đã khuyên ông tập trung vào các vấn đề chính như giá cả tăng cao và nhập cư. Theo đó, ông Trump đã lợi dụng các thảm kịch nước ngoài để cáo buộc bà Harris chịu trách nhiệm về sự thiệt mạng của binh sĩ Mỹ ở Afghanistan và vụ sát hại con tin ở dải Gaza. Ông Donald Trump cũng ngầm chỉ trích nguồn gốc chủng tộc hỗn hợp của bà Harris, ám chỉ rằng bà thiếu trung thực và có những thay đổi chính sách không nhất quán. Ông Donald Trump còn cáo buộc bà Harris sẽ cắt giảm các quyền lợi an sinh xã hội và mở cửa cho hàng triệu người di cư không có giấy tờ. Trong một động thái lặp lại chiến lược trước đây của Đảng Cộng Hòa, ông Trump và những người ủng hộ cảnh báo rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể không tự do và công bằng. Một luận điệu gợi nhắc đến cáo buộc không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông thua cuộc. Ông Trump cũng đã thay đổi chiến lược về quyền sinh sản nhằm thu hút cử tri nữ. Tuy nhiên, uy tín của ông Donald Trump có thể đã bị ảnh hưởng sau khi tòa án tối cao lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc.
CNN cho rằng những nỗ lực tấn công bà Harris của ông Trump phản ánh nỗ lực tìm cách phá vỡ hình ảnh đối thủ và làm giảm triển vọng của bà Harris trong mắt cử tri dao động. Trong hai cuộc bầu cử trước, ông Trump chưa bao giờ vượt quá 49% số phiếu bầu ở các bang như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Vì vậy, ông Donald Trump phải dựa vào chiến lược làm suy yếu hình ảnh của bà Harris để giành chiến thắng thay vì thu hút cử tri mới. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông Trump cũng mang đến những rủi ro. Những động thái của ông Trump có thể củng cố cảnh báo của bà Harris rằng người Mỹ đang mong muốn sự ổn định và muốn quên đi sự chia rẽ và hỗn loạn do ông gây ra. Dù Phó Tổng thống Harris đã tạo thế cân bằng cho cuộc đua tranh cử, chiến dịch của bà cũng nhận thức rõ thách thức của ông Trump. Giám đốc chiến dịch của bà Harris, Jennifer O'Malley Dillon, đã cảnh báo rằng 65 ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng nhấn mạnh bà Harris có nhiều con đường đến Nhà Trắng. Do đó, bà Harris đang tập trung vào các vấn đề kinh tế quan trọng, tiếp cận với cử tri là công nhân và nỗ lực thu hút các nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ. Bà Harris đã vận động ở Detroit và Pittsburgh cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden vào Ngày Quốc tế Lao động, nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành viên công đoàn trong cuộc bầu cử này. Sự hiện diện của bà Harris tại các khu vực quan trọng phản ánh chiến lược vận động tập trung vào nhóm cử tri mà ông Donald Trump đang cố gắng giành giật. Có thể nói, cuộc tranh luận trực tiếp giữa bà Harris và ông Trump sắp tới tại Philadelphia vào ngày 10 tháng 9 sẽ là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đua. Những nỗ lực của ông Trump nhằm khẳng định bà Harris theo hướng tiêu cực đã thất bại ban đầu, nhưng cường độ tấn công cho thấy ông Trump không sẵn lòng từ bỏ chiến lược đó. Ứng cử viên Harris cũng đang bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích vì thiếu chính sách cụ thể và thay đổi lập trường về các vấn đề như khai thác khí đá phiến và nhập cư. Tuy nhiên, cách tiếp cận trung dung của bà Harris đang gây áp lực ngược lại lên ông Trump và làm suy yếu nỗ lực của ông Trump nhằm tung ra một cuộc tấn công quyết định. Đội ngũ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris mới đây đã chấp nhận các quy tắc trong cuộc tranh luận vào tuần tới với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả việc tắt tiếng micro khi chưa đến lượt phát biểu. Một nguồn thạo tin giấu tên ngày 4 tháng 9 cho biết, ban vận động tranh cử của bà Harris vẫn hy vọng có những khoảnh khắc mà đài truyền hình ABC News, đơn vị đăng cai tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 tới, buộc phải bật micro để các ứng cử viên trả lời đối thủ. Cuối tuần qua, Phó Tổng thống Kamala Harris đã kêu gọi cựu Tổng thống Trump tranh luận với bà bằng cách bật micro trong suốt sự kiện. Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz và ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa J.D. Vance cũng đã đồng ý tranh luận vào ngày 1 tháng 10 tới trên đài truyền hình CBS News. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cùng ngày cho biết cựu Tổng thống Trump và đảng của ông đã huy động được 130 triệu đô la Mỹ trong tháng 8 và kết thúc tháng này với 295 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong quỹ. So với mức của tháng 7, hoạt động gây quỹ trong tháng 8 yếu hơn một chút khi chiến dịch tranh cử của ông Trump huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ. Tính đến cuối tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Trump có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay. Còn bên phía bà Harris vẫn chưa công bố số liệu gây quỹ chính thức của Đảng Dân Chủ trong tháng 8. Trong tháng 7, chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố rằng họ đã huy động được tổng cộng 310 triệu đô la Mỹ. Sự thăng tiến của bà Harris đã tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, vốn nghi ngại về cơ hội của Tổng thống Joe Biden do vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đã tạo được lợi thế trước ông Biden, kể cả các bang chiến trường, nhưng sự hiện diện bất ngờ của bà Harris đã khiến kết quả các cuộc thăm dò trở nên xích sao hơn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNN, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giải thích cụ thể về lý do tại sao bà lại thay đổi quan điểm của mình về một số vấn đề như nhập cư và khai thác dầu đá phiến. Bà Kamala Harris khẳng định giá trị của mình không thay đổi, nhưng thời gian làm Phó Tổng thống giúp bà có cái nhìn mới về một số vấn đề cấp bách nhất của nước Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 29 tháng 8, bà Kamala Harris cho biết bà sẽ bổ nhiệm một thành viên của Đảng Cộng Hòa vào nội các của mình nếu đắc cử. Bà gạt bỏ việc đối thủ của mình đặt câu hỏi về vấn đề chủng tộc và gọi đây là vở kịch cũ, gây mệt mỏi. Bà Harris giải thích lý do vì sao bà thay đổi quan điểm về một số vấn đề. Bà khẳng định, dù quan điểm thay đổi, nhưng giá trị của bà không hề thay đổi. Bà nói, tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong quan điểm và quyết định chính sách là các giá trị của tôi không thay đổi. Bạn hỏi về thỏa thuận xanh mới. Tôi luôn tin rằng cuộc khủng hoảng khí hậu là có thật. Đó là một vấn đề cấp bách mà chúng ta nên sử dụng các số liệu. Trong một cuộc thảo luận về khủng hoảng khí hậu vào tháng 9 năm 2019 do CNN tổ chức, bà Harris được hỏi liệu bà có cam kết thực hiện lệnh cấm liên bang đối với fracking, công nghệ khai thác dầu đá phiến, trong ngày đầu tiên nhiệm chức hay không. Bà Harris nói vào thời điểm đó,
không có nghi ngờ gì về việc tôi sẽ ủng hộ cấm fracking và bắt đầu với những gì chúng ta có thể làm vào ngày đầu tiên trên cương vị mới. Khi bà trở thành người đồng tranh cử với ông Joe Biden, bà Harris đã thay đổi quan điểm. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, bà nhấn mạnh đạo luật giảm lạm phát của chính quyền Tổng thống Joe Biden về cung cấp các khoản đầu tư kỷ lục nhằm chống lại biến đổi khí hậu để khẳng định rằng bà vẫn là người ủng hộ biện pháp đối phó với khủng hoảng khí hậu. Bà Harris nói, chúng tôi đã đặt mục tiêu cho Mỹ và mở rộng hơn là toàn cầu khi chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định để giảm lượng khí thải nhà kính. Giá trị đó không thay đổi. Bà nói về thời gian khi làm Tổng trưởng lý California khi bà truy tố các băng đảng tổ chức buôn bán người qua biên giới để khẳng định nỗ lực của bà trong xử lý vấn đề nhập cư trái phép. Để thực hiện lời hứa trở thành Tổng thống của tất cả người dân Mỹ, bà Harris nói trong cuộc phỏng vấn rằng bà sẽ bổ nhiệm một người của Đảng Cộng Hòa vào nội các của mình nếu như bà đắc cử, dù cho biết bà chưa nghĩ đến cái tên cụ thể nào. Bà Harris nói, tôi còn 68 ngày để chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, vì vậy tôi không cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Tôi đã dành sự nghiệp của mình để ủng hộ việc bày tỏ những ý kiến đa dạng. Điều quan trọng là có những người mang quan điểm khác nhau cùng ngồi lại để thảo luận về những quyết định quan trọng nhất. Tôi nghĩ việc có một thành viên của Đảng Cộng Hòa trong nội các của tôi là điều có lợi cho người dân Mỹ. Bà Harris bác bỏ điều mà đối thủ Donald Trump nói tại một hội nghị của các nhà báo da màu, rằng bà thay đổi chủng tộc của mình theo thời gian. Tránh được các cuộc bầu cử sơ bộ khốc liệt, bà Kamala Harris nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, những thách thức mới từ chiến dịch tranh cử sôi động, tranh luận gay gắt và áp lực quốc tế đang thử thách vận may của bà. Theo tờ Wall Street Journal ngày 3 tháng 9, trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã nổi lên như một ứng cử viên may mắn và đầy tiềm năng, vượt qua nhiều khó khăn mà không phải đối mặt với các cuộc bầu cử sơ bộ khốc liệt. Sự rút lui của Tổng thống Joe Biden ở cuộc đua đã đưa bà Harris lên vị trí dẫn đầu, giúp bà tránh được các cuộc đối đầu nội bộ trong đảng và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ từ các đảng viên Dân Chủ. Tuy nhiên, vận may của bà có thể đang bị thử thách trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch tranh cử. Dù sự thay đổi của cuộc đua đã đặt Phó Tổng thống Harris vào tình thế thuận lợi, nhưng bà phải đối mặt với nhiều thách thức khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn sôi động sau Ngày Quốc tế Lao động. Bà Harris sẽ tham gia cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên vào ngày 10 tháng 9, nơi bà sẽ trình bày các kế hoạch chính sách và giải thích những thay đổi trong quan điểm về các vấn đề như biến đổi khí hậu và nhập cư. Với một nền kinh tế đang gặp khó khăn, bà Harris có thể phải đối mặt với sự giám sát khắt khe hơn, đặc biệt vì bà là phó tổng thống đương nhiệm và được xem như một đại diện cho chính quyền hiện tại. Trong bối cảnh quốc tế, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã tạo thêm áp lực lên bà Harris. Các đối thủ từ Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh Donald Trump, đã nhanh chóng tận dụng tin tức về sự thiệt mạng của các con tin Mỹ-Israel để chỉ trích bà Harris và Tổng thống Biden, cho rằng chính quyền của họ đã thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho công dân Mỹ. Dù bà Harris và Tổng thống Biden đã chỉ trích các hành động của Hamas, nhưng sự kiện này vẫn đặt bà Harris vào tình thế bị động. Trong khi bà Harris vẫn đang giữ một lợi thế mong manh trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 48% so với 47% theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal. Khoảng cách này nằm trong biên độ sai số và không phải là một sự đảm bảo cho chiến thắng. Các chiến lược gia dân chủ Jim Manley thừa nhận rằng bà Harris đã gặp may mắn trong suốt chiến dịch, nhưng câu hỏi đặt ra là vận may đó sẽ kéo dài bao lâu. Tóm lại, vận may của bà Harris đang đứng trước thử thách lớn và chiến dịch tranh cử của bà cần nhiều hơn là may mắn để duy trì vị thế dẫn trước. Các yếu tố như thị trường việc làm, tình hình quốc tế và sự thay đổi quan điểm của cử tri về các vấn đề chính sách sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình kết quả cuối cùng. Dù hiện tại bà Harris có vẻ như đang chiếm ưu thế, nhưng sự bất định và những thử thách sắp tới có thể là yếu tố quan trọng quyết định liệu vận may của bà có kéo dài hay không.